Nga tung chiến thuật không kích mới gây rối loạn phòng không Ukraine Nga đã thay đổi thành phần vũ khí trong cuộc tấn công lớn gần đây nhất vào Ukraine so với các cuộc tấn công trước đó. Theo các nhà phân tích, những thay đổi này có thể được giải thích theo hai cách để bảo toàn lực lượng nhất định cho các cuộc tập kích trong tương lai và để thăm dò xem lực lượng phòng không Ukraine phản ứng như thế nào trước các mối đe dọa khác nhau và xâm nhập lưới phòng không của Kiev tốt hơn. Đêm 23, dạng sáng 24 tháng 1, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. Quy mô của nó tương tư đương với các cuộc tập kích gần đây. Nhưng Ukraine cho biết sự kết hợp của các khí tài sử dụng trong cuộc tấn công có sự khác biệt. Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã phóng 4 tên lửa đất đối không S-300, S-400, 15 tên lửa hành trình KH-101-555-55, 55, 8 tên lửa hành trình KH-22, 12 tên lửa đạn đạo Iskander và 5 tên lửa KH-59, KH-31 hướng tới các khu vực như Kharkov và Kiev. Ukraine tuyên bố đánh chặn được tất cả các tên lửa KH-101-555-55, 55, 5 trong số 12 tên lửa Iskander và 2 tên lửa KH-59. Những quả tên lửa còn lại đã chọc thủng lưới phòng không của Ukraine. Một số tên lửa như là KH-22 có độ chính xác cực cao vốn đã là một thách thức, nhưng vấn đề không chỉ có vậy. Viện nghiên cứu chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ cho biết, đoạn video do một nguồn tin Nga đăng tải hôm 23 tháng 1 dường như cho thấy một quả tên lửa phóng pháo sáng làm mồi nhử và điều đó đã từng được ghi nhận trước đây. Đáng chú ý cuộc tấn công mới nhất không bao gồm bất cứ máy bay không người lái UAV Shahed 136131 nào, trước đó Nga thường triển khai UAV trong các cuộc tấn công nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Theo ISV, các tên lửa trong cuộc tấn công lần này có thể đã sử dụng mùa nhử thay thế cho UAV Shahed để thử nghiệm tính hiệu quả của mùa nhử, đồng thời bảo toàn UAV Shahed cho các mục đích khác. Một khía cạnh khác của cuộc tấn công này là cho thấy khả năng phòng vệ của Ukraine. Ukraine được trang bị các khẩu đội Patriot do Mỹ cung cấp và các hệ thống phòng không tiên tiến khác của phương Tây. Kiev đã chứng tỏ được khả năng đối phó với các cuộc tấn công của Nga, nhưng không rõ liệu họ có duy trì được điều này hay không. Các lực lượng Ukraine gần đây dường như đã thích nghi với các gói tấn công mới của Nga và Moscow, có thể đang tiếp tục thử nghiệm các gói tấn công mới với các phương tiện khác nhau để xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine và buộc Ukraine phải triển khai các hệ thống phòng không đến một số địa điểm nhất định. Mục đích của Nga là nhằm gây căng thẳng cho phòng không Ukraine. Những nỗ lực của Nga nhằm tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine được thực hiện sau khi Moscow dường như đã xây dựng lại kho dự trữ đạn dược, dẫn đường chính xác và tăng cường các cuộc tấn công. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, Nga đã phóng 500 tên lửa và UAV vào Ukraine. Trong khi đó, lực lượng mặt đất của Nga tiếp tục đạt được những thắng lợi nhỏ trên chiến trường, dần dần siết chặt vòng vây xung quanh ABFK ở phía tây Donetsk. ABFK. Lính Nga luôn qua đường ống đánh tập hậu thành trì Abdika. Nhóm trinh sát Nga tuần theo một đường ống bất ngờ tấn công sâu vào bên trong Abdika trước khi bị lực lượng Ukraine đánh bật ra khỏi khu vực này. Trang Rus Vesna của Nga ngày 23 tháng 1 cho biết lực lượng bộ binh nước này đã hiện diện tại nhiều nơi ở phía nam Abdika, thành trì phòng ngự ở Ukraine ở tỉnh Donetsk. Trong đó một đơn vị trinh sát Nga đã tiến hành chiến dịch xâm nhập táo bạo để đánh luồn sâu vào phòng tuyến Ukraine. Theo các đơn vị chỉ huy trinh sát của Nga, lực lượng tình báo của họ đã phát hiện ra một đường ống ngầm lớn dẫn đến cứ điểm Tashkai-A, Okota của Ukraine nằm ở phía nam thành phố Abdika. Nỗ lực xâm nhập đầu tiên bằng đường ống này không thành công do thiếu dưỡng khí, buộc lực lượng Nga phải tạo thêm lỗ thông hơi. Một trận lụt xảy ra đã nhấn chìm đường ống khiến đơn vị trinh sát Nga không thể tiến hành kế hoạch xâm nhập. Vài ngày trước khi nước rút đi, lực lượng Nga mới thúc đẩy chiến dịch tấn công. Họ luôn theo đường ống, lợi dụng tiếng đạn pháo và cối xung quanh để cắt thành ống và đào lối mở ở Tashkaya Okota. Lực lượng Nga sau đó đã tập kích vào hậu tuyến Ukraine, chia cắt các chốt phòng ngự tiến phương ở phía nam Afrika và bắt một nhóm tù binh. Vitaly Barabas, thị trưởng Afrika do Ukraine bổ nhiệm ngày 24 tháng 1 xác nhận nhóm chi sát Nga đã tiến vào khu vực phía nam thành phố, xong đã bị đánh bật ra khỏi đây. Tình hình tại Afrika khó khăn, song nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, Barabas cho biết. Ông Barabas từ chối tiết lộ thời điểm các đơn vị Nga xâm nhập Abika và họ ở trong thành phố này bao lâu. Theo ông, khoảng 1.100 dân thường đang bám trụ ở Abika. Trên chiến sự, dân số ở Abika là khoảng 32.000 người. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ ngày 23 tháng 1 nhận định các đơn vị Nga cũng đã tiến vào Stepovoye, ngôi làng nằm ở tây bắc của Abika. Đây là khu vực mà truyền thông Ukraine cho biết đã diễn ra trận đấu giữa hai thiết giáp M2 Bradley và một xe tăng T-90M của Nga. Các nguồn tin Nga và Ukraine cho biết cuộc giao tranh cục bộ đang diễn ra ở phía Tây Bắc, Tây Nam, Nam cùng ngoại vi thành phố Abika. ISVK cho biết, các đơn vị thuộc Trung đoàn xe tăng cận vệ số 80 của Nga và phân đội đặc nhiệm số 20 Viking đang tham chiến tại hướng Abika. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều lô cốt, công sự, biến thành phố Abika thành pháo đài ngay cạnh thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Lực lượng Nga đang mở đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào Abika và đã bao vây ba mặt thành phố khiến Ukraine chỉ còn đường tiếp tế từ phía Tây. Giành được Abika sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm 50-60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinova ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Nga có thể đã mất hàng trăm phương tiện chiến đấu trong nỗ lực tấn công Abdika, theo tình báo Mỹ, khoảng 13.000 quân nhân Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch này. Ukraine hé lộ vụ phá hủy máy bay ném bom Tu-22 của Nga Theo thông tin được đăng trên web của tình báo quốc phòng Ukraine ngày 24 tháng 1, khi đó các sĩ quan tình báo của nước này đã đi xa hơn 600 km xuyên qua lãnh thổ Nga để phá hủy máy bay ném bom của đối phương. DIU cho biết đại tá Ukraine Oleg Babi đã hy sinh trong hoạt động lần này. Trong trận chiến cuối cùng của mình, đơn vị của đại tá Babi đã vô hiệu hóa 3 máy bay Tu-22 của Nga được sử dụng để tấn công Ukraine. Đặc biệt, DIU cho hay sĩ quan này cùng từng tham gia sắp xếp và thực hiện các hoạt động đặc biệt tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát và ngay trên lãnh thổ Nga kể từ những ngày đầu tiên Nga khởi động chiến dịch quân sự. Ông Barbie được cho là đã thực hiện thành công 9 phi vụ trinh sát sau phòng tuyến của Nga, cũng như 12 hoạt động đặc biệt liên quan tới việc tổ chức và hỗ trợ phong trào kháng chiến trên các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và phía sau phòng tuyến của Nga. Nhiệm vụ hoàn thành của nhóm trinh sát Oleg Barbie phá hủy và vô hiệu hóa 3 máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã làm gián đoạn đáng kể kế hoạch quân đội Nga tập kích tên lửa vào lãnh thổ Ukraine cũng như làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động khai thác sân bay và điểm cất cánh máy bay tầm xa của họ, DU cho biết theo DEU, sau khi tiến sâu vào lãnh thổ của Nga, các sĩ quan tình báo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là phá hủy một máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga và vô hiệu hóa hai chiếc nữa, nhưng bản thân họ cũng chịu những tổn thất không thể phục hồi. Trên đường trở về lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đơn vị trinh sát của đại tá Ole Babi đã bị phục kích và giao tranh với quân Nga. Trong trận chiến này, vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, khi ẩm trợ để đồng đội rút lui, sĩ quan trinh sát Ukraine, đại tá Ole Babi đã hy sinh, cơ quan tình báo Ukraine cho hay. Nông dân Ba Lan biểu tình phản đối nông sản nhập khẩu Ukraine Nông dân Ba Lan chặn các đường phố khắp cả nước để phản đối chính phủ nhập khẩu nông sản Ukraine không kiểm soát. Nông dân Ba Lan hôm 24 tháng 1 phát động hơn 160 cuộc biểu tình trên đường phố, dùng máy kéo và thiết bị nông nghiệp cản trở giao thông khắp cả nước, liên tục bấm còi và vẫy quốc kỳ. Chúng tôi phản đối nhập khẩu nông sản Ukraine một cách mất kiểm soát. Andrian Vajniak, phát ngôn viên của Hiệp hội Đoàn kết nông nghiệp Ba Lan, nói khi tham gia cuộc biểu tình ở Rusnin, tây nam đất nước. Ông Vazniak cho biết khoảng 140 máy kéo của nông dân đã ngăn cản giao thông khu vực này. Thủ tướng Ba Lan Donatux cùng ngày thông báo sẽ lên kế hoạch ký thỏa thuận với Ukraine về các quy định quá cảnh cũng như xuất khẩu nông sản của nước này. Thủ tướng Túc cho biết ông muốn có thỏa thuận để thị trường, các nhà sản xuất và nông dân Ba Lan không bị đe dọa từ dòng nông sản Ukraine tràn vào đất nước một cách không kiểm soát. Theo ông Ba Lan và Ukraine sẽ thảo luận vấn đề này vào tháng 3. Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine từ dưới thời cựu Thủ tướng Mateusz Morawiecki và vẫn duy trì lệnh này sau khi tân Thủ tướng Tux, người mang quan điểm thân Liên minh châu Âu EU, lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 2023. Bộ Đông nghiệp Ba Lan nói lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine sẽ duy trì tới khi EU có các cơ chế cụ thể có thể bảo vệ thị trường Ba Lan. Ba Lan là một trong những nước tích cực ủng hộ Ukraine khi xảy ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022 tuy nhiên quan hệ hai nước gần đây leo thang căng thẳng liên quan tới vấn đề ngũ cốc giá rẻ ukraine ảnh hưởng tới thị trường nội địa ba lan của một số nước châu âu lãnh đạo ba lan ukraine cũng có phát ngôn chỉ trích đối phương